Chào mừng quý vị và các bạn đến với blog tin Thi Thi. Hy vọng rằng những thông tin được cập nhật hàng ngày trên kênh sẽ là những trải nghiệm thú vị và những thông tin hữu ích dành cho quý vị. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Nữ giám đốc thuê ba người đổ dầu thải làm bạn nước sạch sông Đà là ai? Nghi phạm ra đầu thú và khai rằng nữ giám đốc tên Trang đã thuê ba người đi trên hai ô tô mang 10 mét khối dầu thải đổ ra đầu nguồn nước gây ô nhiễm nước sạch sông Đà. Tối ngày 20 tháng 10, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết là cơ quan điều tra đã tiếp nhận Lý Đình Vũ, 37 tuổi, trú tại xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, từ Công an tỉnh Bắc Ninh để đấu tranh làm rõ vụ việc đổ dầu thải xuống đầu nguồn gây ô nhiễm nước dính vào nhà máy nước sạch sông Đà. Theo cảnh sát thì khi ra đầu thú, Vũ đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Cơ quan chức năng đang thu thập tài liệu củng cố thêm chứng cứ để xử lý theo quy định. Vũ khai rằng anh ta quen biết với một người phụ nữ tên là Trang. Trong một lần trò chuyện thì Trang nói công ty gạch của cô tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ có chất thải là dầu cặn bã cho nên muốn thuê Vũ đi đổ giúp với giá 7 triệu đồng. Sau đó nhận lời thì Vũ, ngày 6 tháng 10, Vũ thuê Đại và Thám đi xe tải đến công ty của Trang lấy chất thải rồi đưa xe về gửi tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Hai ngày sau đó thì Vũ cùng với lại hai đồng phạm đi trên xe tải đi lên khu vực vắng người ở xóm Quyết Tiến, xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình để đổ. Trương và Đại đã bị bắt trước đó. Quý vị và các bạn thân mến, 10 mét khối dầu thải ở Việt Nam chúng ta chỉ cần một cuộc điện thoại sẽ có người đến tận nơi thu mua. Họ sẽ chở đi và còn đưa tiền cho mình, ít nhất cũng phải tầm 10 triệu đồng. Tại sao thay vì lựa chọn phương án có lợi như thế này, họ lại chọn phương án phải bỏ thêm 7 triệu ra thuê người chở đi đổ? Và một điều kỳ lạ nữa đó là Vũ sau khi nhận được 7 triệu và tới chở dầu thải thì không tự mình chở dầu thải đi đổ đâu đó gần cho đỡ tốn chi phí, lại phải thuê hai người khác xa xôi từ Bắc Ninh vượt hơn 100 km để đi tới tỉnh Phú Thọ lấy được 10 mét khối dầu thải, sau đó lại di chuyển 110 km đi về công ty cơ khí cao su ở tỉnh Hưng Yên, gửi xe ở đó 2 ngày, sau đó thì ba người này lại tiếp tục vượt hàng trăm km để đi đến huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình, sau đó thì lén đổ chất thải ngay đầu nguồn nước. Hy vọng là cơ quan cảnh sát điều tra sớm làm sáng tỏ nguyên nhân tại sao những đối tượng này lại dắt tâm đổ dầu thải ngay đầu nguồn nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi hữu ích dành cho quý vị. Bây giờ quý vị có thể nhắn vào đây chúng ta xem tiếp một số thông tin khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.